trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất có chiều hướng khó khăn hơn. Các kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, mở rộng mặt bằng kinh doanh. Mức độ rủi ro bị thu hồi đất cũng gia tăng. Tỷ lệ doanh nghiệp có đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm so với năm 2016 và thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục từng được ghi nhận trong năm 2012 và 2013. Vậy lý do vì sao xảy ra thực trạng trên và giải pháp nào sẽ được đưa ra để tháo gỡ? Tất cả sẽ có trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề Doanh nghiệp ngày càng khó tiếp cận đất đai. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Là nhà sản xuất, lắp ráp và cung cấp vỉ máy chính, vỉ máy phụ cho các thiết bị điện tử, doanh nghiệp này cho biết phải cần một diện tích đất khá lớn cho mục đích sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thủ tục tiếp cận và sử dụng đất đai không hề dễ dàng. Tuy nhiên, tôi cũng được biết là về cái tiếp cận đất đai hiện nay thì cũng đã có thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên rằng cái việc đối với doanh nghiệp thì tôi cho việc tiếp cận đất đai nó chỉ mới là cái bước đầu tiên của doanh nghiệp thôi. Tại vì sau khi mà được cấp có thẩm quyền trao quyền sử dụng đất đai ấy, thì còn rất nhiều các thủ tục khác mà doanh nghiệp phải tiến hành. Tôi nói từ cái việc về thuế đất, tiền thuế đất. Hiện nay là cái tiền thuế đất nó cũng rất là không ổn định và ở cái mức cao. Hay là cái thủ tục ví dụ đăng ký cái tài sản ở trên đất, thì những cái thủ tục hành chính này vẫn đang còn có nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp. Trên thực tế, tiếp cận và sử dụng đất đai cũng đang là khó khăn chung đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Phản ánh của nhiều doanh nghiệp cho thấy, để xin cấp đất mở nhà xưởng, doanh nghiệp phải mất thời gian nhiều tháng với hàng loạt thủ tục, cộng thêm vô vàn chi phí phát sinh. Việc này đã làm tăng chi phí của doanh nghiệp ngay từ ban đầu và làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Có lẽ một trong những cái vướng mắc chung không những chỉ của Quảng Ninh mà cả mà đối với các tỉnh thành khác nói chung thì đó là cái mặt bằng đất sạch cho các nhà đầu tư. Thì hiện nay đa số các dự án khi nhà đầu tư vào thì chúng tôi đều phải tiến hành các cái thủ tục gọi là thu hồi đền bù đất đai, có thể là từ nhân dân hoặc là từ các cái dự án đầu tư mà cũ chậm tiến độ bị thu hồi. Thì các cái quy trình thủ tục này nó đều phải thông qua, nó đều chịu sự chi phối của các cái quy định của luật đất đai hoặc là luật đầu tư, cho nên nó sẽ phải mất thời gian và nó cũng mất nhiều thời gian cũng như mất nhiều kinh phí, không những chỉ cho đối với các cơ quan của tỉnh mà còn đối với cả các nhà đầu tư. Dù các địa phương có nhiều nỗ lực trong cải thiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, song kết quả khảo sát tại báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017, doanh nghiệp đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, mở rộng mặt bằng kinh doanh. Doanh nghiệp cũng cảm thấy mức độ rủi ro bị thu hồi đất ngày càng cao. Cái việc quy định rằng là kéo dài thêm, cho phép kéo dài, gia hạn 24 tháng, nhưng mà sau đó thu hồi cả đất lẫn tài sản, thì cái điều này lại có biểu hiện là vi hiến. Là bởi vì cái tài sản trên đất đấy là tài sản của doanh nghiệp đầu tư. Và cái tài sản đó được pháp luật bảo vệ, không ai lấy được cả. Thế bây giờ nhà nước lại lấy cái lý do là vì chậm đưa đất vào sử dụng mà lấy cái tài sản họ đã đầu tư, là biểu hiện không đúng cái gọi là kể cả hiến pháp lẫn luật đầu tư là đều tuyên bố cái việc nhà nước bảo hộ tất cả những tài sản của doanh nghiệp. Thế thì đây là một cái việc mà tôi cho rằng chúng ta cần sửa đổi. Và có lẽ là các doanh nhân, các nhà đầu tư là lo lắng về cái chuyện ý. Tức là mình chỉ cần chậm đưa đất vào sử dụng thôi thì mình bị thu hồi và thu hồi cả tài sản nữa. Đáng quan tâm hơn, hiện tất cả các địa phương đều theo phương châm trải thảm đỏ. Và cái thảm đầu tiên là họ tạo những mảnh đất mênh mông cho các nhà đầu tư nước ngoài, được sử dụng với giá rất rẻ và với điều kiện được sử dụng rất dài hạn, trong khi doanh nghiệp Việt Nam không thể nào có được như vậy. Hiện nay chúng tôi có nhìn thấy một cái làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài đã và đang đến Việt Nam để tìm cái đối tác liên doanh mà ở khu công nghiệp hoặc là những cụm công nghiệp, những cụm kho bãi tại Việt Nam. Có thể kể tên một số đấy là V-Ship hoặc là liên doanh giữa Việt Nam và Singapore. Có thể kể tên là Amanda, Amata là từ Thái Lan tới. Có thể Sumitomo, những các doanh nghiệp từ khu vực họ có đến tìm kiếm và cơ hội để đầu tư cùng.
Với những khó khăn này, đa phần các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa rất khó len chân được vào thuê đất ở những khu vực này. Trong khi đó, việc thuê mặt bằng bên ngoài khu công nghiệp cũng không hề dễ dàng, chi phí thuê cũng cao không kém, mà khó đạt được cam kết thuê lâu dài, dẫn tới tâm lý bất an của doanh nghiệp. Đất đai là nguồn tài nguyên, là tài sản quan trọng của quốc gia, đồng thời là điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội. Tháng 7 năm 2014, luật đất đai sửa đổi năm 2013 chính thức có hiệu lực. Cho đến nay, luật đã quy định cụ thể những yêu cầu của nhà nước đối với người sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tế là các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, nhất là liên quan đến các thủ tục cấp và chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. Vậy lý do vì sao lại xảy ra thực trạng trên? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự ngay sau đây. Bảo hộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất, quy định quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đủ điều kiện, kể cả trường hợp sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đó là những quy định của luật đất đai sửa đổi năm 2013, chính thức có hiệu lực từ tháng 7 năm 2014. Bên cạnh đó, luật đất đai 2013 cũng nhấn mạnh đến quyền được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trong đó chú trọng hơn đến vấn đề an sinh xã hội như tái định cư, hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi, mở rộng quyền cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Đặc biệt là luật đất đai 2013 đã quy định mở rộng hơn quyền tiếp cận đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, kinh doanh. Với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, thì việc áp dụng các quy định về thu hồi đất, hình thức giao đất, cho thuê đất đều bình đẳng như nhau. Những cơ chế quy định mặc dù đã có những tín hiệu rất tích cực hơn, tuy nhiên chỉ số minh bạch của thị trường bất động sản toàn cầu do tập đoàn Jolla LaSalle cho thấy Việt Nam là một trong ba nước, Việt Nam, Venezuela và Ai Cập đứng cuối danh sách do thiếu minh bạch về thông tin thị trường cũng như bảo hộ các quyền liên quan đến bất động sản. Đồng thời, khảo sát của IFC, FIAS cũng cho những phát hiện tương tự. Hơn 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát cho rằng tìm được một mảnh đất thích hợp trên thị trường thứ cấp là rất khó. 66% doanh nghiệp thành công trong việc tìm đất đều phải thông qua kênh quan hệ cá nhân. Thì các doanh nghiệp hiện nay đang kêu là phải đi tìm những cái tài liệu về quy hoạch, kế hoạch là rất khó. Đáng nhẽ là có thể đến một cái nơi nào đó công khai sẵn sàng hoặc là trên mạng, một cái trang cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chẳng hạn là đáng nhẽ phải có. Hoặc là ở tại Ủy ban Nhân dân chẳng hạn, hoặc là Sở Kế hoạch Đầu tư chẳng hạn là phải niêm yết công khai tất cả những cái tài liệu này. Thế thì doanh nghiệp nói rằng là về quy định của pháp luật là có, nhưng mà doanh nghiệp đi tìm là không thấy. Rồi cũng lại phải lần mò, cũng lại phải đi tìm kiếm. Xong nhiều doanh nghiệp cũng nói là cũng phải chi tiền cho người này người kia thì để có thể là mới tiếp cận được. Thì đấy là những cái điều mà doanh nghiệp đưa ra cái ý kiến của mình, và tôi cho rằng đấy cũng là đúng. Bên cạnh đó, theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017, khoảng 1/3 doanh nghiệp đánh giá quy hoạch đất đai của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, khiến nhiều lô đất xa cơ sở hạ tầng hiện có hoặc ở các địa điểm thuận tiện, chẳng hạn như lân cận các cơ sở gây ô nhiễm hoặc quá gần các khu dân cư. 1/4 các doanh nghiệp nhận định rằng việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng. Chúng ta cần phải tạo điều kiện để người ta tiếp cận được đất đai sớm, các cái thủ tục nhanh gọn, làm sao cái hiệu quả hiệu lực của các cái pháp lý nó nhanh để người ta triển khai nhanh, thì cái hiệu quả nó cũng sẽ tăng lên rất là lớn. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, đối với các doanh nghiệp có đất mà muốn trao đổi, chuyển nhượng hay thuê, vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chỉ có 25% doanh nghiệp tham gia điều tra trả lời rằng họ không gặp khó khăn gì khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc mua, chuyển nhượng hay thuê đất, giảm so với con số 29,7% của năm 2016. Cái hệ thống đánh giá của PCI thì chỉ số tiếp cận đất đai những năm gần đây thì có xu hướng giảm. Doanh nghiệp tiếp cận đất đai khó khăn hơn, khó khăn không chỉ về quỹ đất mà khó khăn, chúng tôi muốn nói khó khăn về thủ tục hành chính, khó khăn về thông tin chưa được công khai liên quan đến đất đai, khó khăn về sự phiền hà nhũng nhiễu ở một số bộ phận cơ quan chính quyền, khó khăn lớn ở việc là doanh nghiệp thấy cái sự rủi ro hơn trong việc sử dụng đất, tức cái tính ổn định sử dụng đất chưa được đảm bảo. Thì đấy là những cái yếu tố mà tôi cho rằng là cần phải cải thiện, cần phải thúc đẩy trong thời gian tới. Các
các doanh nghiệp cũng cho biết, sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, họ gặp phải rất nhiều phiền hà trong các thủ tục về giải phóng mặt bằng, bồi thường cho người dân hay các thủ tục quy định khác của tỉnh. 75% cho biết họ gặp phải ít nhất một trong số các khó khăn liên quan đến thời hạn giải quyết hồ sơ dài hơn, quy trình thủ tục không đúng, cán bộ nhận hồ sơ không hướng dẫn đầy đủ, doanh nghiệp phải trả phí không chính thức. Bản thân trong cái cán bộ thực thi cũng thực sự là chưa có cái sự thay đổi về nhận thức cũng như là chưa hoàn toàn phục vụ theo tinh thần là phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân. Chính vì thế mà trong cái quá trình mà doanh nghiệp phải thực hiện các cái thủ tục mà liên quan tới đất đai xây dựng thì chúng ta cũng thấy rằng là doanh nghiệp cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Tôi theo dõi trong những năm gần đây, 3-4 năm gần đây thì gần như chỉ số này không hề có sự thay đổi về điểm số. Điều đó cho thấy là chúng ta không có những cái cải cách đáng kể liên quan tới chỉ số này. Rõ ràng, luật đất đai sửa đổi năm 2013 mặc dù đã chính thức có hiệu lực với những quy định cụ thể của nhà nước đối với người sử dụng đất, tuy nhiên, trước thực trạng đang diễn ra cũng cho thấy mức độ ổn định trong quá trình sử dụng đất của các doanh nghiệp đang xấu đi, những thủ tục quy trình không đúng hãy còn tồn tại, gây khó khăn phiền hà cho cộng đồng doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, các doanh nghiệp mong muốn những khó khăn vướng mắc sẽ sớm được gỡ bỏ, bởi tiếp cận đất đai là giai đoạn đầu có tính quyết định đối với các dự án. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, khai thác nguồn lực về đất đai cho mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Mời quý vị cùng đến với những ý kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp phát triển bất động sản. Bất kỳ lĩnh vực nào đầu tư đều người ta đều mong muốn là cải cách thủ tục hành chính. Có nghĩa là mình có thể những cái quy trình đó là quy trình bắt buộc, nhưng mà mình tinh gọn nó. Tinh gọn ở đây có nghĩa là mình sử dụng chế độ một cửa giống như những cái thủ tục hành chính mà mình cũng đang làm. Chế độ một cửa có nghĩa là mình đưa hồ sơ vào một địa điểm. Và nơi đó người ta có trách nhiệm hay là có cái thêm cái công năng là mình phát tán hồ sơ ra những cái nơi mà cần liên quan. Như vậy thì sẽ tạo thuận lợi hơn cho cái bên phía doanh nghiệp. Thì thứ nhất là làm sao nó tạo được một cái những cái thời gian nó lâu dài hơn cho phía những cái doanh nghiệp họ đang sử dụng các cái quỹ đất sạch để họ kinh doanh. Cái thứ hai, trong trường hợp mà nếu có thu hồi đất mà theo các cái chính sách của nhà nước về an ninh, về quốc phòng hay là vì các cái mục đích mà để cho của nhà nước á, thì cái chính sách đền bù nó cũng phải cần ngày càng phù hợp hơn với cái số tiền họ đã bỏ ra đầu tư. Thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo cho các ngành tập trung cao về cái việc mà thực hiện những cái nội dung đó, thì cái trách nhiệm của mỗi ngành mỗi cấp bố trí cái cán bộ đầu mối và cái cán bộ có cái năng lực, có cái trách nhiệm hơn nữa để tiếp cận với doanh nghiệp cũng như là giải quyết trực tiếp những cái công việc của doanh nghiệp khi đến mỗi cái cơ quan hành chính nhà nước. Đối với tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi thì để giải quyết những cái khó khăn bất cập đối liên quan đến vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng thì thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tỉnh đã rất là quyết liệt chỉ đạo các cái sở ngành, các đơn vị liên quan là rà soát và thu hồi các cái dự án chậm tiến độ hoặc là các dự án mà các nhà đầu tư không có khả năng đầu tư, thì để tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư khác khi đến đầu tư luôn có đất đai sẵn sàng. Là thị trường bất động sản của ta vẫn có nhiều cái biểu hiện của tính bền vững, thiếu bền vững. Thế chính vì vậy mà tôi cho lúc này là đưa ra một cái diễn đàn về thị trường bất động sản để cố gắng hướng thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững hơn về mặt kinh tế. Trước hết đã, chưa nói đến chuyện xã hội môi trường. Để nó tạo ra một cái nguồn cung bất động sản và có cái độ đo so với lại cái cầu, và như vậy sẽ điều chỉnh loại nào là phù hợp với cầu, tất cả những cái đời hiện nay chúng ta đang thiếu. Mà vẫn các nhà đầu tư tự mình xem, tự mình đưa vào xem cái loại cung của mình là gì, chứ chưa có những cái mà mang tính cộng đồng có thể tạo được ra những cái độ đo nhất định về cung với cầu để chúng ta có được một cái thị trường nó bền. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.